Xin chào, xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng đến với video review dự án của CafeLand. Kính thưa quý vị, trong xu hướng phát triển thành phố đa cực, Thành phố Hồ Chí Minh đang dần có thêm những trung tâm mới. Nếu tại phía đông đã thành lập thành phố Thủ Đức, thì ở phía tây đang có quận 12 của Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong vùng quy hoạch khu đô thị vệ tinh, đóng vai trò giãn dân, được kỳ vọng sẽ là trung tâm đô thị vệ tinh kết nối Hóc Môn, Củ Chi và các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, Đồng Nai trong vài năm tới. Chính vì vậy, mặc dù hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện, nhưng giá bất động sản của quận 12 đã tăng rõ nét trong những năm vừa qua. Đón đầu những lợi thế to lớn này, không ít những dự án bất động sản đã được triển khai tại khu vực. Và một trong những dự án nổi bật không thể không nhắc đến đó chính là By City Hải Bắc do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và phát triển Gia Cư, một thành viên của By Group làm chủ đầu tư. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ hãy cùng với Thảo Uyên cùng trải nghiệm dự án, xem thử có đủ sự hấp dẫn, đủ sự hứa hẹn để tất cả chúng ta cùng đầu tư và an cư hay không nhé. Quý vị thân mến, dự án By City Hải Bắc tọa lạc tại số 9A, đường Thành Xuân 13, phường Thành Xuân, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Và CafeLand đã biết đến dự án hơn 3 năm trước. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi lại số liệu tổng quan của dự án nhé. 8,6 hectare diện tích toàn khu dự án, trong đó mật độ xây dựng chỉ chiếm 23%. 6 tòa tháp đã bàn giao 3 tòa. Tòa Bắc 4 dự kiến sẽ bàn giao vào quý 4 năm 2022. 2 tòa còn lại dự kiến bàn giao trong năm 2023. Các tòa có tầng cao chỉ từ 15 đến 18 tầng, rất thông thoáng. Đã có khoảng 5.000 cư dân sinh sống tại By City Hải Bắc. Dự kiến sẽ lấp đầy khi có hơn 10.000 người nội khu và By City còn sẵn sàng phục vụ khoảng 50.000 người khu vực xung quanh, cung ứng cho thị trường 2.446 căn hộ, 135 căn hộ thương mại. Vậy hôm nay, Thảo Uyên sẽ cùng với tất cả quý vị cùng xem thử liệu By City Hải Bắc có giữ đúng lời hứa của mình hay không nhé. Theo Thảo Uyên được biết, dự án dành tới 77% cho mảng xanh và chuỗi 25 tiện ích, nổi bật có 2 trường học nội khu, 1 trường liên kề dự án, 3 hồ bơi, trong đó có một hồ bơi đạt chuẩn chiều dài Olympic, đường chạy bộ dài hơn 3 km, sân thể thao đa năng, khu vui chơi trẻ em, vườn BBQ. Theo Thảo Uyên đang trải nghiệm thì By City Hải Bắc đã đưa vào sử dụng một hồ bơi, một sân chơi và một sân thể thao đa năng. Và có một hồ bơi với chuẩn chiều dài Olympic đang được hoàn thành và sẽ đưa đến người dân vào thời gian sắp tới để sử dụng. Khu sảnh chờ tại các tòa tháp cũng được chăm chút với thiết kế sang trọng, mang đến ấn tượng về không gian sống chất lượng cao cho bất kỳ một ai khi đến đây. Theo Thảo Uyên được biết, vẫn còn một số khách hàng đang khá phân vân bởi vì chưa cảm nhận được sự trọn vẹn của dự án. Nhưng quý vị đừng vội lo lắng bởi vì By City Hải Bắc đang dừng cố gắng hoàn thiện nhanh chóng nhất có thể để mang đến cho quý vị một dự án cao cấp và trọn vẹn nhất. Còn sau đây, Thảo Uyên xin phép được mời tất cả quý vị cùng trải nghiệm không gian của căn hộ tại tòa Bắc 4. Tòa nhà sẽ dự kiến bàn giao cho khách hàng vào quý 4 năm 2022. Căn hộ được bàn giao cơ bản và từng nội thất được nhà thi công lựa chọn một cách kỹ càng về cả chất lượng lẫn mẫu mã. Những thương hiệu như Villacera, Prim, An Cường, Sơn Toa, Toto, Thảo Uyên tin rằng ai cũng đều đã ít nhất một lần nghe tên và biết qua về sự uy tín này rồi, đúng không ạ? Và đây cũng là một điểm cộng rất lớn từ chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công vì luôn chú ý đến chất lượng đầu cuối trước khi trao tay khách hàng. Tại Bắc 4, căn hộ được định hình theo phong cách trẻ trung và hiện đại. Thảo Uyên có thể thấy thông qua màu sơn cũng như các chi tiết trên vật liệu. Và đây là một lợi thế dành cho những chủ nhân nào muốn xây dựng một mái ấm riêng mang đậm dấu ấn của mình. Và đây cũng là tòa nhà có tầm view mà Thảo Uyên cảm thấy ấn tượng nhất và thích nhất. Đây là câu trả lời thỏa đáng cho những khách hàng còn đang phân vân không biết thực tế căn hộ By City ra sao, thì đây sẽ là những gì thật nhất mà chúng ta sẽ sở hữu. Còn bây giờ, hãy cùng Thảo Uyên tham quan những khu vực tiếp theo nhé. Để trải nghiệm thực tế không gian sống tại By City Hải Bắc, xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Thảo Uyên cùng tham quan một căn nhà mẫu tại dự án nhé. Quan sát của Thảo Uyên thì toàn bộ thiết kế nội thất của căn nhà mẫu tại dự án By City Hải Bắc được thiết kế theo phong cách Indochine, vừa cổ điển vừa sang trọng. Như quý vị cũng đã thấy thì tông màu chủ đạo của ngôi nhà này đó chính là tông màu Á Đông, tạo cho tất cả chúng ta khi mới bước vào căn phòng một cảm giác rất thân thuộc và ấm cúng. Đây là phong cách mà Thảo Uyên rất yêu thích, thời gian gần đây cũng xuất hiện nhiều hơn tại Việt Nam.
Một điều khá thú vị ở đây chính là căn hộ mẫu này cũng là tầng 2 của một căn hộ thương mại đang vận hành tại Bay City Hải Bắc. Và với thiết kế có 3 lối đi riêng biệt, chúng ta có thể linh hoạt khai thác tối đa công năng sử dụng nếu lựa chọn loại hình sản phẩm này mà không sợ bất tiện trong kinh doanh hoặc sinh hoạt. Là một người trẻ hiện đại, nhưng khi bước vào căn phòng này, Thảo Uyên có một cảm nhận rất là ấm cúng quen thuộc như đang ở trong chính gia đình của mình. Để quý vị có thể dễ dàng hình dung hơn thì Thảo Uyên xin phép được mời tất cả quý vị cùng quan sát lại từ phía bên ngoài của căn hộ thương mại này. Vâng, và đây chính là căn hộ thương mại mà Thảo Uyên đã nhắc đến.